hai chị em lại bơi thuyền đến đảo Mai An Tiềm. Mai An Tiềm đang cuộc đất trồng dưa. Các chú khỉ giải thích rằng mình đang cần một quả dưa để về bày mâm ngũ quả. Trong lúc này, mụ phù thủy lại mải mê ăn bún đậu mắm tôm. Ngon quá, ngon quá, ngon quá. Sao mà ta lại mê cái món bún đậu mắm tôm? Ngon quá thôi. Mà cái lũ khỉ á, chả hiểu sao mắm tôm ngon như thế này mà chúng ta lại sợ nhỉ? Ta nghĩ ra rồi. Ta sẽ nhỏ mắm tôm vào trong mấy cái quả dưa này. Bảo đảm là cái lũ khỉ nó sẽ sợ chết khiếp cho mà coi. Không biết âm mưu của mụ phù thủy có ảnh hưởng đến các bạn khỉ không. Lúc này, Mai An Tiềm đã nghe rõ câu chuyện và lấy một quả dừa thật là to, thật là ngon tặng cho hai chị em nhà khỉ. Ôi dồi ôi, cái mùi gì mà nó cứ cắn cắn không thối hả? Không lý nhỉ? Rõ ràng là ngày hôm qua ta chỉ tiêm có một xị lanh duy nhất. Mà nó là cái thuốc bảo quản thương hiệu đàng hoàng, thương hiệu của ta mua nó là, để ta nghĩ xem, là Tu Ma Khô Thô. Làm gì có chuyện mà mùi lại khăm khẳm được. Vô lý, vô lý. Thế Tu Ma Khô Thô có nghĩa là gì à? Ôi giời, ta tưởng các người thông minh. Tu Ma Khô Thô, tươi mãi không thối. Hả? Ta đùa các người thôi. Dưa của ta nhìn thế này, vừa to vừa tươi, nổi tiếng khắp năm châu bốn bể. Việc gì ta phải làm cái trò khỉ đấy. Bây giờ như này, ta sẽ cho hai người tất cả cái chỗ dưa hấu kia về mà ăn Tết, thấy được chưa? Vâng. Cảm ơn Mai An Tiềm. Cảm ơn Mai An Tiềm. Một ngày vui đang chờ và ta nghe tim mình ngàn hoa đang nở thắm tươi. Từng con sông thét gào gọi niềm vui dâng trào, nào bạn nghe biển xanh gọi mời. Nào bạn ơi, về biển khơi, chập chùng như con sóng bao la. Vừa ta bao nhiêu mây lên trời cùng mèo tung tăng vui cười, con sóng hát ca đêm ngày. Một ngày vui đang chờ và ta nghe tim mình ngàn hoa đang nở thắm tươi. Từng con sông thét gào gọi niềm vui dâng trào, nào bạn nghe biển xanh gọi mời. Nào bạn ơi, về biển khơi, chân chim như con sóng bao la. Dù ta mơ như mây lên trời cùng mây áo tung tăng vui cười, con sóng hát ca đêm ngày. Dù ta mơ như mây lên trời cùng mây áo tung tăng vui cười, con sóng.